Di Lặc. Ngài còn gọi là Bồ Tát A Vật Đa. Di Lặc dịch là từ thị, A Vật Đa dịch là vô năng thắng. Chẳng có thiên ma ngoại đạo nào thắng qua Ngài được. Ngài hiện nay ở nội viện cung trời Đâu Suất. Ngài tu từ tâm tam muội, tức cũng là tu nhẫn nhục tam muội. Đối với tất cả chúng sinh đều có tâm từ bi, cho nên mỗi chúng sinh nào thấy Ngài đều phát sinh tâm từ bi. Tương lai, Bồ Tát Di Lặc sẽ thay thế Đức Phật làm giáo chủ cõi Ta Bà này. Tương lai khi nào sẽ thay thế? Có một số ngoại đạo nói Bồ Tát Di Lặc đã ra đời, đó là nói lời mộng mị. Đức Phật Thích Ca nói rất rõ ràng, tại thế giới này tức hiện kiếp. Mỗi 100 năm thì thân người giảm xuống một tấc, tuổi thọ cũng giảm xuống một tuổi. Giảm đến tuổi thọ của con người chỉ còn 10 tuổi thì ngừng. Lúc đó lại bắt đầu tăng lên. Cũng trải qua 100 năm thì thân người cao thêm một tấc, tuổi thọ cũng tăng thêm một tuổi. Đến khi tuổi thọ của con người 84.000 tuổi thì lại bắt đầu giảm xuống. Giảm đến tuổi thọ còn 80.000 tuổi thì Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh. Lúc đó tức cũng là Long Hoa Tam Hội, cho nên hiện tại ngoại đạo chẳng hiểu Phật Pháp, nói cuồng nói bậy. Hiện tại tuổi thọ con người khoảng 6-70 tuổi, vậy khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi thì bạn tính xem thời gian còn dài bao lâu. Sau đó mới tăng đến 84.000 tuổi, lại dài bao lâu. Sau đó giảm xuống còn 80.000 tuổi thì Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Cho nên những tà môn ngoại đạo cứ nói lời mộng mị. Thank you.